Vâng, thưa quý vị, Tết Trung Thu đang đến gần, lúc này cũng đang là thời điểm thích hợp để người dân, doanh nghiệp mua bánh Trung Thu để biếu tặng. Tuy nhiên thì cho đến nay sức mua vẫn đang rất chậm. Nguy cơ về một mùa bánh Trung Thu điều hưu rất dễ xảy ra. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Năm nay số lượng các quầy bánh Trung Thu mọc lên ít hơn so với những năm trước. Những quầy đã dựng lên cũng mở bán từ 27 tháng 7, sớm hơn 10 ngày so với các năm. Tuy nhiên cho đến nay sức mua vẫn chưa như kỳ vọng. Số lượng bán lẻ, bán ra đạt thấp, chỉ bằng 40 đến 50% so với trung bình mọi năm. Nếu như cùng kỳ những năm trước thì trung bình một cái quầy bán Trung Thu thì một ngày bán được khoảng từ 7 đến 10 triệu đồng. Tuy nhiên năm nay thì do sức mua yếu cho nên mà một ngày thì một điểm bán như thế này chỉ bán ra được từ 1 đến 3 triệu đồng tiền bánh. Và đối với người bán hàng thì sức mua nếu như mà thấp mà giảm mà như năm nay thì cũng ảnh hưởng rất nhiều về các mặt bằng chung, thuê mướn nhân viên, bảo vệ mặt bằng, thuế má. Do giá nguyên liệu làm bánh Trung Thu tăng nên năm nay giá bánh Trung Thu cũng tăng từ 5 đến 10% so với năm ngoái. Giá bánh lẻ dao động từ 50 đến 95.000 một cái, có loại có giá gần 200.000 một cái. Bánh hộp chủ yếu từ 570.000 đến 5 triệu đồng. Giá cao cộng với sức cạnh tranh khá lớn từ các loại bánh Trung Thu handmade và hình thức bán online đang là những nguyên nhân khiến cho các quầy bánh Trung Thu đang có doanh thu không như mong muốn. Tuy nhiên đổi lại, mức chiết khấu mà các công ty dành cho các điểm bán cũng tăng, đạt từ 20 đến 25, 27%. Đây cũng là động lực để các quầy bánh Trung Thu tiếp tục nỗ lực hơn trong việc tăng doanh số bán hàng. Tư vấn cho các doanh nghiệp trong cái thời buổi khó khăn này thì lấy những cái sản phẩm mức giá trung bình và cũng có cái hỗ trợ chiết khấu lại cho các cái doanh nghiệp mà hỗ trợ mình mua hàng cho công nhân và các công đoàn, các công ty xí nghiệp và các khu công nghiệp thì nó phù hợp với túi tiền của công ty thì công ty sẽ hỗ trợ lại mình. Thì để đạt đến mục tiêu doanh số của công ty đề ra cho mình thì cửa hàng mình cũng sẽ có những cái kế hoạch có thể là ưu tiên cho các cơ quan xí nghiệp. Nếu mà đặt số lượng lớn thì sẽ có những cái phần trăm chiết khấu hoặc những cái kích cầu khuyến mãi gì đó để cho cơ quan xí nghiệp sẽ chú tâm về cái bánh Trung Thu hơn để tặng cho công nhân. Đối với những người bán bánh Trung Thu lâu năm, bình quân vào dịp Tết đoàn viên, doanh số bán bánh sẽ đạt từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng, thậm chí còn lớn hơn. Năm nay dù cũng đăng ký doanh số tương đương nhưng nhiều khả năng sẽ có rất ít quầy đạt được mức trên. Với việc hầu hết các thương hiệu sản xuất bánh Trung Thu đều chủ động giảm gần 20% sản lượng bánh Trung Thu so với các năm, quyền lợi về chiết khấu khi đổi trả hàng cũng được siết hơn, nên một bài toán khó khác cũng đang đặt ra đối với các chủ quầy, đó là có nên mạnh dạn nhập hàng với số lượng lớn lúc này để đón đầu khả năng nguồn cung khan hiếm vào cuối mùa, hay chỉ nhập vừa phải để vừa bán, vừa ngóng thị trường rồi mới quyết định.